Quận Mỏ Quay Lóc, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ quay thành phố Châu Đốc cho trên cái đoạn đường làng nướng của thành phố Châu Đốc nha mọi người. Trong mùa dịch Covid, mọi người xem video của mình thấy hay, bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình làm ra video mới. Mong được sự giúp đỡ của mọi người bằng cách xem video của mình để đạt được 4.000 giờ và 1.000 người đăng ký để cho YouTube nó xét duyệt cho mình đó mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Thì trên đoạn đường này thì người ta là chỉ phục vụ ăn uống thôi nha mọi người. Nhưng mà giấc này á thì dịch bệnh thì nó cũng không có nhiều người nha mọi người, chứ ở hai bên vỉa hè này nếu mà không có dịch bệnh á thì rất là đông người nha mọi người, rất là đông người. Đó, ở đây thì qua kiển nha mọi người. Và đồng thời trước mặt mình là đường đi về núi Sam nha mọi người, khu du lịch quốc gia núi Sam nha mọi người. Đó, khu du lịch quốc gia núi Sam đó. Và mình sẽ đảo, đồng thời mình sẽ đảo lại cái đoạn đường mình nói nha mọi người. Là đoạn đường này là người ta phục vụ ăn uống cho gia đình. Đó mọi người. Qua kiển nữa ha mọi người, qua kiển nữa. Sân bóng đá mini Hoàng thành phố đó mọi người, quán ăn Lâm Hưng ký. Cái khách sạn nè mọi người, tới mùa dưới bà năng chỗ này khách về đông lắm nha mọi người. Khách sạn này đây thì cũng có một bố bán ra giúp đỉnh thì thôi, chứ nếu mà không có khách, không có dịch là
đông lắm nha mọi người, tại vì dịch bệnh đó. Rất sạch nè mọi người, cái tối này cũng không có ai nha mọi người, nó đi tới bên là quá ngon đấy mọi người. Ở đây trên đoạn đường này người ta cũng mua bán đồ la gai chút đỉnh nha mọi người. Và đồng thời mình đi ngang qua chợ phường Châu Phú B nha mọi người. Cái này là mình đang đến trên đường cầu Lò Heo nha mọi người, đi ngang qua đầu đường cầu Lò Heo đó. Hương Chảo Tự, chùa Hương Chảo Tự chuẩn bị cắt gần rồi nha mọi người, đang đi cao. Đây là trái sầu riêng đó mọi người, trái sầu riêng. Đây là được cua đó mọi người, được cua đó, được cua biển đó mọi người. Ngang qua gửi nhà thuốc Long Châu luôn đó mọi người, Châu Long, Long Châu luôn đó mọi người. Ngang qua chợ vườn Châu Phú B luôn rồi đó nha mọi người. Giờ mình xin kết thúc video nha mọi người. Mọi người xem video của mình thấy hay, bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình làm ra video mới. Mong được sự giúp đỡ của mọi người bằng cách xem video của mình để đạt được 4.000 giờ và 1.000 người đăng ký để cho YouTube nó xét duyệt cho mình đó mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Thì giờ này cũng trời cũng đang mưa rồi, mình